Tiểu sử Đức Tân Tổng Giám Mục, Tổng Giáo Phận Sài Gòn Du Xe Nguyễn Năng. Du Xe Nguyễn Năng, sinh năm 1953, là một giám mục người Việt Nam của Giáo hội Công giáo Roma. Ngài đảm nhận vai trò Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022. Ngài cũng từng đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch nhiệm kỳ trước đó, năm 2016 đến năm 2019. Khẩu hiệu giám mục của ngài là hiệp thông, phục vụ. Giám mục Năng sinh năm 1953 tại Ninh Bình, sau đó năm 1954 di cư cùng gia đình vào Đồng Nai. Sau quá trình tu học dài hạn kéo dài từ năm 1963 đến năm 1978, vì hoàn cảnh thời thế, ngài tạm ngừng việc tu học và đến phụ giúp tu hội tông đồ nhỏ tại Bạch Lâm, Thống Nhất, Đồng Nai và hỗ trợ mục vụ tại xứ Thuận Hòa, Biên Hòa trong vòng một năm trước khi chuyển chức linh mục tháng 6 năm 1990. Giai đoạn đầu đời linh mục tổng giám mục được bổ nhiệm làm linh mục chính xứ Thuận Hòa, sau đó được cử đi du học Roma năm 1998. 4 năm du học kết thúc, linh mục Năng trở về với bằng tiến sĩ thần học tín lý. Từ năm 2003, ngài đặc trách trùng sinh giáo phận Xuân Lộc và từ năm 2006 là giám đốc đại trùng viện Xuân Lộc. Cuối tháng 7 năm 2009, Tòa Thánh bổ nhiệm linh mục Du Xe tổng giám mục làm giám mục chính Tòa Giáo phận Phát Diệm. Lê Tần Phong cho tân giám mục cử hành tại nhà thờ chính Tòa Phát Diệm vào ngày 8 tháng 9 năm 2009. Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Tòa Thánh công bố thông tin bổ nhiệm giám mục Năng làm tổng giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Giám mục Du Xe tổng giám mục sinh ngày 24 tháng 11 năm 1953 tại Phúc Nhạc, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, thuộc Giáo phận Phát Diệm. Từ năm 1954 đến năm 1973, gia đình cậu bé Năng định cư tại giáo xứ Phúc Nhạc, Gia Kiệm, Đồng Nai, rồi về giáo xứ Bạch Lâm. Giám mục Nguyễn Năng là cháu của linh mục An Tôn, Vũ Sinh Hoàng, linh mục Hoàng là cậu ruột. Giám mục Nguyễn Năng là con trai trưởng của ông Du Xe Nguyễn Văn Tài, qua đời năm 1998, làm nghề tài xế, và bà Maria Vũ Thị Ngũ, qua đời năm 1985. Hai ông bà thân sinh có 10 người con, trong đó có 5 người con trai và 3 người con gái. Ngoài giám mục Nguyễn Năng, út nam trong gia đình cũng đi theo con đường tu trì là linh mục Paulo Nguyễn Ngọc Phương. Thuở thiếu thời, giám mục Nguyễn Năng làm giúp lễ tại nhà thờ Phúc Nhạc, Gia Kiệm và có thiên hướng theo con đường tu trì. Gia đình cho cậu gia nhập Tiểu chủng viện Sài Gòn, bắt đầu từ năm dự bị 1962 tại nhà Vũng Tàu và các năm sau tại Sài Gòn, học tại chủng viện Thánh Du Xe Sài Gòn. Giám mục Nguyễn Năng học tại đây đến năm 1970 thì tốt nghiệp. Linh mục Nicola Vũ Gia Đệ lúc này làm linh mục giáo sư Tiểu chủng viện Sài Gòn, nhận giám mục Nguyễn Năng làm nghĩa tử và chăm sóc tận tình. Kể từ năm 1965, tân giáo phận Xuân Lộc được tách ra khỏi tổng giáo phận Sài Gòn, chủng sinh Năng trở thành chủng sinh của giáo phận mới này. Sau khi tốt nghiệp tiểu chủng viện, chủng sinh Nguyễn Năng nhập học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt. Sau một năm dự bị và 3 năm học triết học, giữa năm 1974, ngài đậu cử nhân triết học. Năm 1974, chủng sinh Năng đến giáo xứ Hồ Nai để hỗ trợ công việc mục vụ, giúp xứ và kết thúc năm giúp xứ vào mùa hè năm 1975 và về học tại Giáo hoàng Học viện vào ngày 2 tháng 6 năm 1975. Học thần học cho đến ngày 9 tháng 8 năm 1977 khi Giáo hoàng Học viện bị giải thể. Sau khi tạm dừng việc tu học vì hoàn cảnh, chủng sinh Nguyễn Năng phụ giúp tu hội tông đồ nhỏ ở Bạch Lâm, Thống Nhất, Đồng Nai cho đến năm 1988. Trong thời gian này, ngài cũng lao động hỗ trợ gia đình, trồng rau, nuôi lợn, sấy chuối. Sau đó, từ năm 1989 cho đến khi được phong chức linh mục, chủng sinh Năng phụ giúp xứ Thuận Hòa, có nguồn tin ghi nhận là giáo xứ Thuận Hòa, Biên Hòa. Ngày 9 tháng 6 năm 1990, giám mục Nguyễn Năng thụ phong linh mục tại nhà thờ chính Tòa Xuân Lộc. Sau khi được thụ phong, tân linh mục Du Xe được bổ nhiệm làm linh mục xứ chính Thuận Hòa, Biên Hòa và ngài giữ chức vụ này đến năm 1998. Năm 1998, giáo phận Xuân Lộc cử linh mục Du Xe Nguyễn Năng đi du học Roma và ngài đã trở về Việt Nam với văn bằng tiến sĩ thần học tín lý năm 2002.
Sau khi về Việt Nam, từ năm 2003 đến năm 2008, Linh mục Du Xê Năng được chọn làm linh mục đặc trách chúng sinh Xuân Lộc. Năm 2006, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc chọn ngài làm Giám đốc Đại chủng Viện Xuân Lộc. Từ ngày 25 tháng 7 năm 2009, Giáo hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm Linh mục Du Xê Nguyễn Năng, hiện đang là Giám đốc Đại chủng Viện Xuân Lộc, làm Giám mục chính tòa phát diệm. Cùng được công bố với tin tức này, liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam còn có các tân giám mục quản lý các giáo phận khác như Giám mục Du Xê Vũ Duy Thống làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết, Giám mục Phụ tá Giáo phận Bùi Chu Pedro Nguyễn Văn Đệ làm Giám mục Giáo phận Thái Bình và Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc Thomas Vũ Đình Hiệu làm Giám mục Phó Giáo phận Bùi Chu. Sau khi tông sắc bổ nhiệm được công bố, tất cả các nhà thờ thuộc giáo phận Phát Diệm đã kéo chuông loan tin mừng bổ nhiệm tân giám mục vào sáng Chủ nhật ngày 26 tháng 7. Giám mục Nguyễn Năng chọn khẩu hiệu Hiệp thông và Phục vụ. Ngài là giám mục thứ 100 của hàng giám mục Việt Nam và là giám mục thứ 13 tốt nghiệp từ Giáo hoàng Học viện Pio 10. Nói về cảm xúc cá nhân sau khi tin tức bổ nhiệm giám mục chính thức được công bố, tân giám mục Nguyễn Năng cho biết ngài ngỡ ngàng với trách nhiệm và những khó khăn. Ngài cho rằng, cũng như các linh mục khác chỉ mong ước làm linh mục, không mong đợi làm giám mục, và ngài chấp nhận lời mời trở thành giám mục vì tinh thần của Giáo hội Công giáo. Giám mục Nguyễn Năng cũng cho rằng tất cả là nhờ ơn từ Thiên Chúa, nhưng có những ơn ngài thích và cũng có những ơn ngài không thích. Ngoài ra, ngài cũng bày tỏ sự lo lắng của mình, ngại ngùng khi phải rời xa giáo phận Xuân Lộc, nơi ngài gắn bó hơn 50 năm trong suốt cuộc đời. Nói về giáo phận Phát Diệm, ngài cho biết, dù sinh ra tại đây nhưng ngài không biết nhiều về quê hương và có kiến thức qua sách vở và những chuyến thăm quê hương với tư cách là khách du lịch. Giám mục Năng cho rằng ngài phải học trở thành người Phát Diệm qua các phong tục, tập quán, văn hóa. Giải thích về khẩu hiệu giám mục Hiệp thông Phục vụ, Giám mục Nguyễn Năng dẫn giải rằng theo sách Công vụ Tông đồ, Hiệp thông và Phục vụ là hai yếu tố nòng cốt làm thành đời sống của Giáo hội Công giáo với mục đích làm chứng cho sự phục sinh của Giê-xu. Ngài cho rằng muốn làm chứng cho Thiên Chúa, Giáo hội Công giáo cần phải hiệp thông và phục vụ. Hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi, các thành phần giáo dân và những người ngoài tôn giáo. Nói về nửa khẩu hiệu là phục vụ, ngài cho rằng Giáo hội Công giáo được sai đến để phục vụ con người. Các thành phần trong giáo phận cần dấn thân phát triển môi trường xã hội trong nhiều khía cạnh. Nói về hình ảnh, biểu tượng, huy hiệu, Giám mục Năng trình bày rằng hình ảnh ba người giang tay liên kết với nhau để làm thành chữ HT, tức là hiệp thông, đồng thời gợi nhắc tam quan của phương đình nhà thờ chính tòa Phát Diệm. Ngài cho rằng hình ảnh biểu tượng này nhằm thoát lên sự hiệp thông của giáo hội tại địa phương. Về hình ảnh thánh giá, ngài cho biết vị trí nằm giữa huy hiệu tượng trưng cho thánh giá Đức Kitô nằm ở trung tâm đời sống giáo hội và bao trùm mọi sinh hoạt của giáo hội. Cái màu nền đỏ biểu trưng cho sự sống khởi nguồn từ thánh giá. Ngay sau khi tin bổ nhiệm chính thức được công bố, Giám mục Du Xê Nguyễn Chí Linh, giám quản tông tòa giáo Phận Phát Diệm, có thư gửi cộng đồng giáo dân Phận Phát Diệm nhằm mục đích tin tức về tân giám mục Nguyễn Năng. Ngày 27 tháng 7, phái đoàn giáo Phận Phát Diệm do giám quản Nguyễn Chí Linh dẫn đầu đã đến chào thăm tân giám mục đang ở tại Đại chủng viện Thánh Du Xê Xuân Lộc. Tại buổi gặp mặt, Giám mục Linh đã trao các biểu tượng giáo phận cho vị tân giám mục như bản đồ giáo phận, con dấu giáo phận, cuốn tự thuật về các linh mục và các thầy phó tế. Đồng thời, Giám mục Linh cũng trao tặng tân giám mục các phẩm phục chức giám mục như mũ mitra, mũ giuchetto, tuệ mục tử, thánh giá đeo ngực, nhẫn giám mục. Tại buổi gặp này, Giám mục Nguyễn Chí Linh cũng bàn giao nhiệm vụ giám mục tại Phát Diệm cho tân giám mục tân cử. Giám mục Nguyễn Năng kêu gọi mọi người cộng tác với mình để phát triển giáo phận Phát Diệm về mọi phương diện. Giám mục Nguyễn Năng thực hiện chuyến viếng thăm giáo phận Phát Diệm kéo dài từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8 năm 2009. Ngài đáp xuống sân bay Nội Bài vào trưa ngày 10 tháng 8. Sau khi đến Hà Nội, đoàn đến chào thăm Tổng giám mục Du Xê Ngô Quang Kiệt và Giám mục Phụ tá Lorenzo Chu Văn Minh, sau đó về tòa giám mục Phát Diệm. Trong những ngày này, Giám mục Nguyễn Năng đến thăm các địa điểm quan trọng thuộc giáo phận như Giáo xứ Hảo Nho, nơi đầu tiên thừa sai linh mục Alexandre Diodet đến địa phận Phát Diệm, dòng bến thánh giá Lưu Phương Phát Diệm,
nhà thờ chính tòa Phát Diệm, nhà sứ Phát Diệm, thăm các linh mục hưu dưỡng tại nhà hưu Phát Diệm. Ngài cũng có buổi gặp mặt với linh mục Đoàn và nghi thức bàn giao từ giám mục Nguyễn Chí Linh. Ngày 12 tháng 8 năm 2009, phái đoàn giáo phận do hai giám mục đến chào thăm và cảm ơn các cấp chính quyền tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn và thị trấn Phát Diệm. Ngày 19 tháng 10 năm 2019, Tòa Thánh chọn giám mục Năng làm tổng giám mục tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Ngài cũng kiêm nhận vai trò giám quản tông tòa giáo phận Phát Diệm. Trong văn thư gửi đến cộng đồng giáo dân tổng giáo phận, giám quản tông tòa Du Xê Đỗ Mạnh Hùng đã loan tin về việc bổ nhiệm vị tổng giám mục thứ tư của tổng giáo phận. Giám mục Hùng kêu gọi các giáo dân cảm tạ Thiên Chúa và giáo hoàng Francisco đã sớm bổ nhiệm giám mục cho giáo dân. Chức vụ giám quản tông tòa của giám mục Đỗ Mạnh Hùng theo giáo luật công giáo duy trì đến khi tân tổng giám mục Du Xê Nguyễn Năng nhậm chức. Thời gian tổ chức lễ nhậm chức sẽ được công bố sau. Thông báo từ tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cách thức đọc kinh nguyện thánh thể áp dụng trong tổng giáo phận này không đọc tên tân tổng giám mục và chỉ đọc khi vị này nhậm chức. Tòa giám mục Phát Diệm cũng ra thông cáo, trong đó hướng dẫn sửa đổi cách đọc kinh nguyện trên, xưng danh giám mục Nguyễn Năng với hàm tổng giám mục, chức vị giám quản tông tòa. Ngày 21 tháng 10 năm 2019, phái đoàn tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đến giáo phận Phát Diệm nhằm chào mừng tân tổng giám mục. Phái đoàn dẫn đầu bởi giám quản tông tòa Đỗ Mạnh Hùng, giám mục phụ tá Luis Nguyễn Anh Tuấn. Tham dự đoàn có các linh mục cùng linh mục tổng đại diện Inhacio Nguyễn Văn Xuân, linh mục trưởng ấn, chánh văn phòng Pedro Kiều Công Tùng và ban truyền thông tổng giáo phận. Đi cùng đoàn còn có chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam Du Xê Đào Nguyên Vũ và linh mục Du Xê Phạm Bá Lãm đại diện linh mục gốc Phát Diệm tại miền Nam. Sau khi nhận được lời chúc mừng, tổng giám mục Nguyễn Năng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới. Chia sẻ với phái đoàn tổng giáo phận trong chuyến thăm, tổng giám mục Nguyễn Năng cho biết dù đã đón nhiều lượt khách, ngài cảm thấy cảm giác hôm nay rất hồi hộp và chưa có tiền lệ. Nói về việc bổ nhiệm về tổng giáo phận, tổng giám mục Nguyễn Năng cho rằng đây là một sự bất ngờ nhưng phải đón nhận với sự vâng phục và một tín hữu công giáo với hoàng giáo. Tổng giám mục Nguyễn Năng trả lời phỏng vấn ban truyền thông tổng giáo phận Sài Gòn tại phòng khách giáo phận Phát Diệm vào ngày 21 tháng 10 năm 2019. Video phỏng vấn được công bố trên trang YouTube tổng giáo phận Sài Gòn ngày 23 tháng 10. Khi được hỏi về cảm nhận khi đón nhận tin tức công bố bổ nhiệm về làm tổng giám mục tổng giáo phận của thành phố Hồ Chí Minh, tổng giám mục Năng trả lời, ngài cho rằng việc sẵn sàng đón nhận sự bổ nhiệm của các vị bề trên. Ngài cho biết tại giáo phận Phát Diệm đang có chương trình mục vụ dự định sẽ tốn nhiều thời gian. Ngài cho rằng mình cũng có nhiều ưu tư nhưng tin vào Chúa Thánh Thần để đón nhận nhiệm vụ mới. Khi được hỏi về chặng đường sắp đến trong việc kiêm nhiệm hai giáo phận cách xa hơn 1.500 km, tổng giám mục Nguyễn Năng cho rằng đây là một trở ngại vì sức con người luôn giới hạn. Ngài cho rằng việc kiêm nhiệm này rất khó vì ngài phải dành thời gian làm quen và tìm hiểu tổng giáo phận thành phố và công việc chính cũng tại tổng giáo phận. Tổng giám mục Năng cho rằng ngài sẽ sắp xếp đến giáo phận Phát Diệm khi có thể để các hoạt động mục vụ không bị đình trệ trong thời gian chờ tòa thánh bổ nhiệm tân giám mục Phát Diệm. Tổng giám mục Năng cho rằng tin bổ nhiệm đột ngột và còn chương trình mục vụ quan trọng cần hoàn tất tại giáo phận Phát Diệm nên ngài dự định ngày 11 tháng 12 sẽ nhận sứ vụ tại tổng giáo phận. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, Tổng giám mục Nguyễn Năng dùng quyền giám quản tông tòa giáo Phát Diệm ký văn thư bổ nhiệm linh mục đại diện giám quản và phó đại diện giám quản. Hai chức vụ này lần lượt trao cho các linh mục Anton Phan Văn Tự và Pedro Nguyễn Văn Hiện. Trong văn thư nêu rõ vai trò của hai linh mục này, linh mục Tự đóng vai trò như một linh mục tổng đại diện, có quyền hành pháp, còn linh mục Hiện được thừa ủy quyền đặc trách vấn đề ngoại vụ. Hai ngày sau đó, chiều ngày 28 tháng 10, ngài lên đường thăm trụ sở giáo phận Phát Diệm tại Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 29, tân Tổng giám mục Nguyễn Năng đến thăm trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn và gặp gỡ Hồng Y Doan Patisita Phạm Minh Mẫn. Tiếp đó, ngài đến thăm tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và trao đổi lịch trình những ngày sắp đến, lễ nhậm chức và dùng bữa trưa tại đây. Tổng giám mục Tân cử Nguyễn Năng có bài phỏng vấn với kênh truyền thông công giáo Việt Catholic
và bài phỏng vấn này đã được đăng tải vào ngày 15 tháng 11 năm 2019. Nói về vấn đề cảm xúc khi đón nhận tin bổ nhiệm, Giám mục Nguyễn Năng cho biết khi được Tòa Thánh thăm vấn ý kiến, Ngài trả lời rằng với vai trò là một giám mục, Ngài cần phải tuân lời Giáo Hoàng. Nhắc đến khẩu hiệu hiệp thông và phục vụ và đường hướng mục vụ trong vai trò mới, Tổng Giám mục Năng bày tỏ mong muốn giáo dân Tổng giáo phận sống hiệp thông với nhau và phục vụ con người và xã hội. Khi được hỏi về những trăn trở trong việc mục vụ đối với Tổng giáo phận lớn, Giám mục Nguyễn Năng cho rằng Ngài có kinh nghiệm 10 năm làm giám mục, nhưng môi trường và đời sống tôn giáo có phát diệm khác với thành phố Hồ Chí Minh. Ngài lo lắng việc làm cách nào để phát huy hết tiềm năng của họ. Ngoài ra, những vấn đề về đời sống hưởng thụ vật chất, coi nhẹ đời sống tinh thần, vấn đề di dân cũng là mối bận tâm của Tổng giám mục Năng. Được phỏng vấn, với câu hỏi đặt ra là người đời thường nói càng cao danh vọng càng đầy gian nan, Giám mục Nguyễn Năng cho biết đối với đời sống môn đệ đức Kitô, nhận lãnh trách nhiệm quan trọng đồng nghĩa với việc đi xuống là người phục vụ, nhắn nhủ đến giáo dân và Việt Catholic. Tổng giám mục Nguyễn Năng cho biết trong sự phát triển của thời đại thông tin, giáo dân cần nhận định sáng suốt, đừng để các tin giả chi phối bản thân.